Chào mừng các bạn đến với Manganime Official. Mình là Shin và đây là một video giả thuyết nơi mà mình nêu ra những suy nghĩ của bản thân về một sự kiện có thể hoặc cũng không thể xảy ra trong thế giới manga và anime. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng mình đặt thử giả thuyết rằng nếu như nhân vật Eren trong series Attack on Titan hấp thụ hết cả 9 Titan hóa hình thì sẽ như thế nào nhé? Lưu ý, trong video này có thể sẽ chứa spoiler manga. Và nếu các bạn thích bọn mình tiếp tục làm về Attack on Titan thì nhớ để lại một like và một subscribe cho Manganime Official nha. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Nếu các bạn là fan của anime và muốn ủng hộ cho anime bản quyền, hãy truy cập ngay danet.vn để xem anime bản quyền nhé. Bọn mình sẽ để đường link ở dưới phần bình luận để các bạn có thể dễ dàng truy cập. Như các bạn đã biết, hiện tại Eren đã có cho mình tới 3 sức mạnh Titan hóa hình, đó là Titan tiến công, Titan thủy tổ và Titan búa chiến. Cả ba năng lực Titan, mỗi cái đều đem lại cho Eren những khả năng độc đáo. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về năng lực Titan của Eren, thì hãy ghé qua video Titan cuối cùng của Eren mạnh thế nào, giải thích về sức mạnh Titan của Eren nhé. Tất nhiên là ở trong video này, mình vẫn sẽ điểm qua một chút về khả năng hiện tại của anh chàng này. Đầu tiên, Eren có cho mình Titan thủy tổ với quyền năng có thể điều khiển hàng triệu Titan đại hình. Đặc biệt, hình dạng khổng lồ này cao hơn 550m. Eren cũng có cả Titan tiến công, có thể hóa cứng lớp da, nâng cả một con tàu to hơn mình rất nhiều cùng với khả năng hóa cứng. Ngoài ra, cậu cũng mới sở hữu thêm Titan búa chiến. Khả năng đặc trưng nhất của nó đó là tạo ra các loại vũ khí từ đơn giản cho đến phức tạp. Ngoài ra, Titan búa chiến còn có thể giấu chủ thể ở một nơi nào khác chứ không cần phải là ở gáy của Titan. Hơn nữa còn bao bọc trong một khối pha lê hóa cứng, chỉ có thể bị phá bởi hàm răng và móng vuốt của Titan hàm. Nhưng dù mạnh mẽ đến vậy, việc Eren vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền của cái chết 13 năm sau khi có được sức mạnh Titan hay không, đến nay vẫn chưa được lý giải. Giờ chúng ta giả sử rằng sau khi có được cả 3 năng lực Titan như trên, Eren vẫn phải chết sau 4 năm nữa, thì nếu Eren có được tất cả 9 sức mạnh Titan nguyên bản, chuyện gì sẽ xảy ra? Và giả thuyết bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta cùng đến với danh sách những Titan hóa hình còn lại. Ngoài 3 Titan là tiền công, thủy tổ và búa chiến hiện thuộc về Eren, thì còn Titan đại hình thuộc về Armin, Titan thiết giáp thuộc về Rainer, Titan nữ hình thuộc về Annie, Titan quái thú thuộc về Zeke, Titan hàm thuộc về Falco và Titan ngựa thuộc về PX. Nếu ở thời điểm hiện tại Eren hấp thụ hoàn toàn 9 Titan hóa hình, tức là anh sẽ phải làm một bữa buffet khá là đầy bụng với những người sở hữu Titan đó. Và khi đó thì lực lượng của đội tấn công Eren chỉ còn lại Levi đang khỏe cụt, Mikasa thì không biết có nước xuống tay với Eren hay không. Jin ngoài đầu moi ra thì mình cũng không có ấn tượng gì lắm. Koni và Gabi, thôi không cần phải nói, các bạn cũng hiểu. Những người còn lại này không thể nào đủ khả năng để chiến thắng Eren mà chỉ cần dùng sức. Và có lẽ khi đó cũng là sự kết thúc của toàn bộ loài người ngoài dân tộc Eldia. Để bắt đầu nói về giả thuyết sức mạnh tiến hóa của Eren sau khi hấp thụ 9 Titan hóa hình, chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của Emil Frith, Titan đầu tiên. Khoảng 2.000 năm trước, ngôi nhà của Emil Frith bị người Eldia tấn công và dân làng bị bắt làm nô lệ, sau đó bị cắt lưỡi. Một ngày sau khi một con lợn được thả, Frith, người cai trị của bộ tộc, đã gọi tất cả nô lệ đến và hỏi xem thủ phạm là ai. Tất cả nô lệ bắt đầu chĩa ngón tay vào Emil và cô được thả tự do, nhưng cũng chỉ là để bị săn đuổi bởi những con chó và những người đàn ông. Bị thương và cảm thấy tuyệt vọng, Emil trú bên trong một cái cây khổng lồ, nhưng ngay khi bước vào, cô trượt chân và rơi xuống một vực nước ngầm. Ở đó, cô tiếp xúc với một sinh vật bí ẩn giống như là xương sống và nó ngay lập tức gắn liền với lưng của cô. Và từ đó, Emil biến đổi thành Titan đầu tiên. Trong khi bản chất thực sự của các Titan vẫn còn là một bí ẩn, nguồn gốc của chúng đã được ghi lại trong truyền thuyết của người Eldia. Người ta nói rằng Emil Frith đã thực hiện một thỏa thuận với ác quỷ của trái đất. Không biết cô ấy đã dâng hiến gì cho ác quỷ, nhưng đổi lại bằng một cách nào đó, cô đã được bàn cho sức mạnh của các Titan. Với sức mạnh mới của mình, Emil trở lại phục vụ gia tộc Frith và sử dụng Titan của mình để canh tác đất đai, xây cầu và tích lũy của cải cho người Eldia. Dưới sự chỉ huy của gia tộc Frith, Emil cũng tiêu diệt lực lượng đối thủ của Eldia, đó là Mali. Để thưởng cho Emil thì vua Frith đã lấy cô làm vợ lẽ và cả hai đã có với nhau 3 người con là Maria, Rose và Sina. Sau khi phục vụ nhà vua trong 13 năm, Emil chết trong khi ngăn cản một vụ ám sát nhắm vào vị vua. Sau cái chết của cô, nhà vua bắt các con gái của mình ăn xác của Emil để cố gắng bảo toàn sức mạnh của Titan. Ông ta thậm chí còn ra lệnh cho các cô con gái tiếp tục sinh sản và ăn thịt lẫn nhau để dòng máu của Emil không cạn kiệt
và Eldia có thể thống trị mãi mãi với sức mạnh Titan. Sức mạnh của Ymir sau đó trở thành 9 Titan hóa hình và cô tiếp tục phục vụ con cháu mình, biến họ thành Titan bất cứ khi nào họ sử dụng sức mạnh. Ngay khi sức mạnh Titan đầu tiên ra đời, không phải là cả 9 Titan hóa hình được sinh ra mà là chỉ Titan thủy tổ của Ymir mà thôi. Vậy nếu Eren có được sức mạnh của 9 Titan hóa hình thì anh có thể tiếp cận toàn bộ sức mạnh của Titan tối thượng hay không? Lúc nãy trong phần nguồn gốc của Titan, mình có nhắc tới một khái niệm đó là ác quỷ của trái đất và nó có hình dạng của xương sống hay giống như là một con rết khổng lồ màu trắng với những cái chân ngoe nguẩy dưới nước, có chiều dài gần như tương tự với xương sống của Ymir Fris. Bỏ qua việc tranh luận hình dạng của nó giống như cái gì, chúng ta cần tìm hiểu tại sao Ymir lại được nó trao cho sức mạnh Titan chứ không phải là ai khác. Trường hợp thứ nhất, đây là một sự trùng hợp hết sức ngẫu nhiên. Ác quỷ trái đất ngẫu nhiên tồn tại ở một vực nước ngầm bên trong một cái cây siêu to khổng lồ và Ymir ngẫu nhiên bị đuổi đánh, chạy đến trú trong cái cây đó và gặp được ác quỷ. Ymir mong ước một điều gì đó quá mãnh liệt và được ác quỷ chấp nhận. Quá nhiều sự ngẫu nhiên ở đây, nhưng những bất ngờ cũng có thể đem tới sự thú vị. Trường hợp thứ hai, Ymir là người được ác quỷ chọn lựa và có thể số phận của cô được nó sắp xếp để có một ngày hai kẻ gặp nhau. Ác quỷ ban cho cô năng lực của Titan hay cũng có thể là nó đã nhập vào cơ thể cô, trở thành Titan thủy tổ và thoát ra được khỏi vực nước bên trong cái cây. Dù là thế nào thì Ymir cũng là kẻ được nó lựa chọn. Và ở chương thứ 122, Eren có nói rằng hẳn là cô đã phải chờ đợi suốt thời gian qua, chờ đợi một ai đó suốt 2000 năm. Vậy có phải là Ymir đã chờ đợi Eren hay không? Mình nghĩ điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nên nhớ trước khi phân chia năng lực ra thành 9 Titan thì Ymir là Titan duy nhất và cô cũng có thể sở hữu sức mạnh của Titan tiến công và đã nhìn thấy được sau 2000 năm, Eren sẽ là người sở hữu Titan tiến công tiếp theo và anh là con người định mệnh có thể kết thúc mối hận thù suốt hàng ngàn năm giữa Eldia và Mali này. Eren và Ymir nói cho cùng thì vẫn có một điểm chung, đó là họ là nô lệ của một thứ gì đó. Ymir đương nhiên kể từ khi nhận thức được thì cô đã là nô lệ của Vorfreeze và kể cả lúc chết thì cô vẫn là nô lệ của những người Eldia con cháu của cô. Còn Eren, nếu nói theo một cách văn vở thì anh là nô lệ của tự do hay của mục tiêu đạt được tự do cho dân tộc. Chính vì có cùng điểm chung đó mà hai con người này được lựa chọn và trở thành những kẻ gây ảnh hưởng rất lớn đến thế giới. Và nếu Eren có số phận là kẻ được chọn như Ymir thì nếu như hấp thụ được 9 Titan hóa hình, anh có thể sẽ gặp được và thậm chí là trở thành một ác quỷ của trái đất tiếp theo. Khi đó, Eren sẽ trở thành một thực thể quyền năng hơn bất kỳ ai trên thế giới của Attack on Titan. Anh có thể nhìn thấy quá khứ, tương lai hay là làm được bất kỳ điều gì mà anh muốn để giành được tự do. Nhưng có thể, chỉ là có thể mà thôi, khi Eren nhìn thấy được tương lai sau khi cậu trở thành ác quỷ của trái đất, cậu thấy rằng thực tại này quá tàn khốc. Những người mà cậu yêu quý nhất đã ra đi, những người dân vô tội không phải người Eldia cũng phải chết. Giờ đây Eren sẽ là người duy nhất còn lại, trong khi tất cả những người mà anh yêu thương nhất thì sẽ chết hết. Và đương nhiên lúc ấy Eren sẽ đau khổ vô cùng. Một viễn cảnh có thể xảy ra nhưng lại chẳng ai muốn nó xảy ra cả. Khi ấy Eren còn sống thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Và anh quyết định nhấn vào nút reset, tất cả mọi thứ quay lại từ đầu để có thể không phạm phải sai lầm này một lần nữa. Và theo mình thì có hai thời điểm mà Eren có thể quay trở lại để bắt đầu lại từ đầu. Thứ nhất, đó là thời điểm mà Eren thức dậy ở tập đầu tiên của series. Eren nhìn thấy một giấc mơ mà còn chưa từng xảy ra và câu nói của Mikasa là hẹn gặp lại sau nhé, Eren. Rồi Eren tỉnh dậy và hỏi Mikasa về mái tóc dài của cô. Và ở tiêu đề của tập đầu tiên có tên là gửi đến bạn 2000 năm nữa. Có thể Eren đã du hành thời gian và có thể toàn bộ vũ trụ trong Attack on Titan thực sự bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian được khởi động bởi Eren từ sức mạnh Titan tổng hợp của anh. Trong giấc mơ của Eren ở đầu bộ truyện, Mikasa đến từ tương lai nói rằng hẹn gặp lại sau nhé Eren. Có thể điều này xảy ra ngay trước khi vòng lặp thời gian khởi động lại trong tương lai. Trường hợp thứ hai, đó là Eren sẽ trở thành ác quỷ của trái đất và nằm ở trong một vực nước và chờ đợi Ymir Fris tới. Trở lại câu chuyện mà ông bà của Zeke đã kể cho anh, có hình ảnh của ác quỷ trái đất đưa cho Ymir một quả táo, vật biểu trưng cho kiến thức và cũng là trái cấm đầy tội lỗi. Sau này, chúng ta có biết được là một cái gì đó hoặc ai đó đã nói với cô ấy rằng hãy giải phóng những con lợn, chứ không phải là cô ấy bị đổ tội oan. Liệu rằng có thể nào người xui khiến cô chính là Eren? Mình nhớ rằng Eren trước đây cũng là người đã điều khiển người cha của mình thực hiện hành vi tàn sát những kẻ còn lại của gia tộc Race, nên việc mà anh có thể trở lại quá khứ và điều khiển cuộc đời Ymir cũng là điều có thể xảy ra. Nhưng kể cả khi một trong hai giả thuyết Eren du hành thời gian này thành sự thật, thì Eren cũng không thể thay đổi được gì cả. Mọi thứ vẫn là một vòng lặp vĩnh viễn. Câu hỏi tiếp theo,
liệu khi hấp thụ cả 9 Titan hóa hình, Eren có sống lâu hơn 13 năm hay không? Việc mỗi người sở hữu cho mình Titan hóa hình phải chết sau 13 năm kể từ ngày đầu tiên trở thành Titan được gọi là lời nguyền của Ymir. Trong chương thứ 88, chúng ta khám phá những ký ức của Eren rằng Titan đầu tiên là Ymir Frizz, và mặc dù Ymir sở hữu tất cả 9 Titan, cô vẫn phải chết vào thời điểm 13 năm sau khi nhận được sức mạnh này. Cái chết này chia năng lực của cô thành 9 Titan riêng biệt, sau đó áp đặt lời nguyền 13 năm. Khi đó, người sở hữu Titan hóa hình về thể chất sẽ không thể sống được quá 13 năm. Chúng ta thấy rằng khi một người sở hữu Titan hóa hình tiến gần đến giới hạn 13 năm đó, như trong trường hợp của Cú trong chương thứ 88, họ ngày càng ít có khả năng biến hình do quá trình này liên tục khiến cho cơ thể họ suy yếu. Vậy có thể chia thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, cơ thể của Ymir không thể chịu được sức mạnh của việc biến thành Titan thủy tổ quá nhiều lần rồi lại biến lại thành người. Hơn nữa, cô còn phải hạ sinh 3 cô con gái và đã chết vào năm thứ 13. Tuy nhiên, khi cô ấy chết, sức mạnh của Ymir đã được truyền lại cho 9 người Eldian khác. Điều này cho thấy rằng cô có thể đã không biết về giới hạn 13 năm này hoặc không lựa chọn được người kế vị, và cái chết của cô chính là lý do để phân phối năng lực của mình cho các con cháu người Eldian khác. Khi đó thì sẽ không có bất kỳ ai, bất kể họ có được bao nhiêu năng lực Titan hóa hình, dù là 3, 6 hay là 9, thì cũng không thể phá vỡ lời nguyền 13 năm nếu lời nguyền đó đã được áp đặt cho Titan đầu tiên. Trường hợp thứ hai, Ymir chết vì một lý do gì đó chưa được tiết lộ, và không phải vì cô ấy không thể chịu được sức mạnh của cả 9 Titan. Nếu đúng như vậy thì hẳn cô đã chọn chia sức mạnh của mình thành 9 Titan và cũng vì một lý do vẫn chưa được tiết lộ. Có lẽ điều này là để hạn chế sức mạnh mà bất kỳ người sở hữu Titan hóa hình nào có thể nắm giữ, để lại sự cân bằng hơn giữa các hậu duệ của cô trong tương lai. Khi đó, đương nhiên là có khả năng là tồn tại một cách để Eren phá vỡ lời nguyền 13 năm với việc hấp thụ được tất cả 9 sức mạnh Titan. Vừa rồi là giả thuyết của mình về nếu việc Eren hấp thụ được 9 Titan hóa hình thì sẽ như thế nào. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại một like, share và một subscribe cho Manga Anime Official để chúng mình làm ra được nhiều video hay hơn nữa trong tương lai. Và cũng bởi vì nó miễn phí mà. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Manga Anime Official. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like, subscribe và đừng quên nhấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên phải để nhận được những thông báo mỗi khi chúng mình ra video nhé.